Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu của Nam Phương Công Tử là Lý Huynh đấu trên đấu trường Thiên Thiên Thường Kỳ diễn ra ngày hôm qua 15 tháng 12 2021. Đối thủ của anh là một kỳ thủ Trung Quốc có nickname Như Thành, cấp độ thần 1.1. Mời các bạn thưởng thức gián đấu.将军，吃，将军。 将军。 将军。
吃。 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 将军。 吃。 吃。 将军。 吃。 吃。 Thank you.
吃 吃 xe 4 thôi 5. Chơi đến đây nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, kỳ thủ Trung Quốc Như Thành đã buông cờ nhận thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.